hậu khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên Doãn Hải My hé lộ món quà đặc biệt tặng bạn gái dịp Noel. Ngày 24 tháng 12, không khí vui tươi rộn ràng của một mùa Noel nữa lại về. Những người nổi tiếng cố gắng tận dụng ngày lễ Giáng sinh để chăm sóc, gửi gắm lời thương yêu cho những người yêu thương của mình. Đàm Văn Hậu và Doãn Hải My được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì làng Túc Cầu. Trên trang cá nhân, dịp Noel Đàm Văn Hậu đã đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên cô người yêu xinh đẹp. Đính kèm bài viết, trang cầu thủ để lại dòng caption ngắn gọn: Merry Christmas. Chỉ vài dòng ngắn gọn gửi tới cô người yêu, Đàm Văn Hậu đã chứng minh cho cả thế giới thấy họ đang hạnh phúc nhường nào. Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận khen ngợi cho sự đẹp đôi của cả hai và mong chờ đám cưới sẽ nhanh chóng diễn ra. Tại đây, Đàm Văn Hậu cũng vô tình hé lộ món quà đặc biệt tặng Doãn Hải My nhân dịp Noel. Cụ thể, khi người hâm mộ hỏi quà Noel chị My đâu, Đàm Văn Hậu đã ẩn ý nói rằng chờ ngày 27 nhé. Được biết 27 tới đây đội tuyển Việt Nam có trận thi đấu với đội tuyển Malaysia. Có lẽ món quà đặc biệt mà Đàm Văn Hậu muốn dành tặng cho Doãn Hải My là những bàn thắng trước đội tuyển Malaysia. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.